xin chào các bác, xin chào tất cả các khách hàng của tác xã Thao Phúc Sen nhé. Em là Phin, hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến với các bác một combo gồm có rau trần gà, rau thái, rau lọc, cá liền nhé. Cá liền thì hay còn gọi là cá sắt ấy. Đó, thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến với tất cả các bác rau trần gà và hai mẫu rau thái, hai mẫu rau lọc đến với tất cả các bác trong cái clip ngày hôm nay, để cho các bác mình mà đang quan tâm đến sản phẩm thì các bác mình có thể biết được về kích thước cũng như là trọng lượng và chức năng của từng cây một, thì mình có thể tham khảo và ưng ý thì mình có thể mua sản phẩm nhé các bác nhé. Nói chung là cán liền thì là một cái dáng mà các bác, nhiều bác bảo là cắn liền ấy thì cảm giác nó sẽ chắc chắn hơn ấy. Nhưng mà thật ra thì không phải vậy đâu, cắn gỗ thì nó cũng sẽ rất là chắc chắn ạ. Nhưng mà cắn gỗ nó sẽ đẹp hơn nữa ạ. Đó, thì hôm nay em sẽ giới thiệu đầu tiên đến với các bác và chính là một mẫu rau trần gà. Là một cái dáng rau phay ấy, đây là cái dáng rau phay trần gà này. Đây ạ. Đây nha các bác nhá. Chiều dài lưỡi nó khoảng 21 này, dày khoảng 3 ly. Bản rộng này, bản rộng 8.5. Cái này các bác mình có thể dùng để chặt gà vịt này, chặt sườn và có thể thái này. Cái này cầm rất là êm này các bác. Đó, cầm như này rất là êm nhá. Chặt rất là êm, cảm giác lực chặt nó dồn hết vào cái phần này mà mình chặt ấy, rất là thích. Đó là rau phay, có mã là SCG1 và đang bán với giá là 199.000 cái sản phẩm này nhá. Đối với các bác nào mà thích cái bản gọn gọn mà không thích bản kiểu bản vuông thì các bác cứ lấy cái sản phẩm này giúp em, có mã là SCG1 ạ, SCG1 nhé các bác. Giá của nó là 199.000 các bác ạ. Còn tiếp theo thì các bác có thể nhìn thấy bên cạnh đấy sẽ là một mẫu dao thái, một kiểu dáng dao thái bản vuông truyền thống, là bản to nhất của cái dòng cán liền này, có mã là S03. Chiều dài lưỡi của sản phẩm này sẽ là 22 ạ. Bản rộng này sẽ là bản rộng 7.5, độ dày khoảng 1-1.3 ly. Các bác cái mẫu này các bác chuyên để mình thái rau, thái củ quả, thái thịt rất là ok la luôn nhé các bác nhé. Cái này có mã là F03 và hiện tại em đang bán giá sản phẩm này là 169.000. Đó, 169.000. Bên cạnh đây sẽ là một mẫu rau bầu lọc nhé các bác. Rau bầu lọc kiểu dáng to. Dáng to là chiều dài lưỡi là 22 ạ. Chiều dài lưỡi 22. Bản rộng này là bản rộng 7.5, cũng dày khoảng 1-1.3 ly. Các bác có thể dùng để lọc, có thể thái và có thể chọc tiết được cái mẫu này nhá. Chọc tiết được mẫu này rất là ok này, cá liền này, có mã là S10. S10 và cũng giá là 169.000 đấy các bác. 169.000. Giá cá liền thì nó sẽ thấp hơn so với cán gỗ nhé các bác. Rồi, hai mẫu này, tiếp theo thì hai cái mẫu này nó cũng là hai cái mẫu dao thái và dao lọc. Tuy nhiên nó sẽ là bản bé hơn. Nếu như các bác nào mà mình không thích cái bản to hơn một chút thì mình có thể lựa chọn bản bé hơn như thế này. Cái này thì nó là mã là S02, chiều dài lưỡi là 20, bản rộng 6.5, nó sẽ nhỏ hơn cái bản S03 một chút. Nó cũng giá thành của nó sẽ thấp hơn, nó là 149.000 các bác ạ. Cũng có thể cũng là thái và thái rau thái củ quả được ý, rất là ok luôn. Còn tiếp theo đây là một mẫu rau lọc này, rau lọc nó sẽ nhỏ hơn một chút này các bác này. Đấy, nhỏ hơn một chút này. Đó, nó nhỏ hơn một chút và chiều dài lưỡi của nó là 20, bản rộng 6.5. Đối với bác nào mà mình không thích bản bé thì mình sẽ lựa chọn bản nhỏ này hơn giúp em nhá. Cái này có mã là S09, cũng là 149.000. Hai cái giá của hai sản phẩm này nó sẽ bằng nhau. Đó, để cho các bác lựa chọn, nếu các bác mình mà không thích bản rau thái và rau lọc bản to thì mình có thể lấy bản vừa như em vừa giới thiệu đến với tất cả các bác ấy, thì mình sẽ lấy phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình thôi các bác ạ. Nên là các bác mà mình cần tư vấn kỹ hơn thì các bác có thể liên hệ vào số điện thoại của bên em là số 0987 240 733, hoặc là các bác cứ gọi luôn, hoặc là các bác có thể bình luận vào bài viết này thì bên em sẽ liên hệ lại để tư vấn cho mình nha các bác nhé. Thì clip này em sẽ dừng lại tại đây và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những clip lần sau. Chúc tất cả các bác có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình mình ạ. Cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.